Chương trình này được bảo trợ bởi công ty điện lực V247 Power, công ty điện đầu tiên của người Việt Nam với hóa đơn tiếng Việt. Nếu quý vị muốn tiết kiệm tiền điện, xin hãy gọi đến công ty điện lực V247 Power 1855 990 9000, 1855 990 9000 hoặc v247power.com. giải độc gan, chống oxy hóa, hỗ trợ tái tạo tế bào gan. VinashopTV.com 1855 855 5888. Với mục tiêu là sức khỏe và sắc đẹp, Oscar không ngừng cho đời những sản phẩm tuyệt vời nhất về chất lượng và giá thành. Loveriscare.com 1855 588 9900 Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Việt Radio TV và đây là chương trình Chào Bình Minh của sáng ngày thứ hai, 14 tháng 3 2020 với anh Phạm Cơ, anh Vũ Kiệm và Quang Trường. Một lần nữa xin kính chào quý vị khắp nơi và chào quý anh. Dạ vâng, Phạm Cơ chào anh Quang Trường, anh Vũ Kiệm và xin chào quý vị khán thính giả của Chào Bình Minh. Vũ Kiệm kính chào quý khán thính giả, chào anh Quang Trường và anh Phạm Cơ. Anh Vũ Kiệm ngày hôm qua là ngày lễ phục sinh. À, anh là bên Công giáo, anh có thể tường trình sơ về cái tình trạng Covid 19 đối với lại cái thánh lễ của ngày hôm qua như thế nào có có có, có được diễn ra suôn sẻ không anh Thì vẫn tuân lệnh của hội thánh của Vatican yeah. tức là tham dự thánh lễ bằng cách là livestream ngay yeah. tại nhà. Ờ, yeah. Tôi thì cũng có thời giờ như mọi anh em bắt buộc cái lệnh ở nhà cho nên cũng có nhiều thời giờ để xem. Thứ nhất là thường hay trong cái tuần tam nhật vừa qua đã thì thường hay nghe đức cha khảm ở bên Việt Nam tòa giám mục ở Mỹ Tho, yeah. tại vì uh, tôi thích cái, cái và nhiều người cũng cho rằng cha giảng nó <laughs> sâu sắc yeah. và ngày hôm qua thì cả hai đài ngay cả đài Fox đài 26 tại Houston cũng như là đài phát thanh Công giáo Radio Vatican và Việt Catholic đều truyền hình trực tiếp thánh lễ Đức Giáo yeah. Hoàng làm ngay tại tòa thánh dĩ okay. nhiên thì cái không cảnh thì quý vị cũng thấy rồi chỉ có linh mục các tư tế và bàn thờ và tượng thanh giá thôi không qua giáo dân dạ. cảm ơn anh Vũ Kiểm sự việc quan chương nghe nhắc tới là tại vì đây là một cái ngày lễ rất là lớn đối Được. với người Công giáo Easter Day ngày hôm qua à, thôi bây giờ trở lại với những bản tin như thường lệ thì trước tiên chúng tôi sẽ tóm lược hết tất cả những cái bản tin mà chúng tôi sẽ đề cập đến trong ngày hôm nay sau đó thì chúng tôi sẽ cố gắng để lần lượt gửi tới quý vị cái phần tin chi tiết à, trước tiên thì vẫn là những cái thông tin mới nhất có liên quan đến tình trạng lây lan cũng như là người chết của Covid 19 trên toàn thế giới cũng như là tại Hoa Kỳ, à, ở tại nước Đức thì thưa quý vị họ đang tranh luận với nhau nhằm để có thể tháo gỡ, gỡ ra cái lệnh cách ly nhằm để có thể tiếp tục cho cái nguồn máy kinh tế bắt đầu lăn bánh trở lại. À, Tổng thống Trump thì đã gửi ra một cái tweet và ông đã ám chỉ là có thể ông sẽ sa thải ông bác sĩ rất là sát cánh với ông trong suốt thời gian qua đó là ông Anthony Fauci, bởi vì ông này có nhắc tới là nếu Tổng thống Trump hành động nhanh hơn thì đã cứu được rất là nhiều người Mỹ. Chỉ số Dow đã rơi 300 điểm sau khi mà cái lệnh cắt giảm dầu thô của APEC cộng với một số, số quốc gia khác đã đạt được thỏa thuận lịch sử. Hai đại công ty Google và Apple đang hợp tác để chế tạo một cái app. App này có thể dễ dàng phát giác người bị dương tính với COVID-19. Chính phủ của Nam Hàn cho biết là sẽ gửi cho Hoa Kỳ khoảng 600.000 cây bộ thử Covid-19 vào ngày mai thứ ba. Chính phủ tại thủ đô Tokyo của Nhật kêu gọi tiếp tục cách ly để tránh bị cái đợt tấn công tiếp theo của Covid-19. Ông Thủ tướng Anh Boris Johnson đã xuất viện và tuyên bố là các bác sĩ đã cho ông thêm một cái mạng sống mới. À công ty những cái công ty những cái quốc gia nằm trong cái hiệp hội OPEC tức là sản xuất dầu hỏa và Nga đã đạt được cái thỏa thuận rất là lịch sử sẽ cắt giảm gần 10 triệu thùng à, trong tương lai thưa quý vị. À, công ty dầu Oil Shell có tên là Wading Petroleum ở tại North Dakota đã phải khai phá sản theo cái chapter 11. Trung Hoa đã ngăn chặn và kiểm soát các cái tin tức nghiên cứu về nguồn gốc của virus Vũ Hán. Trung Hoa cho biết là họ không có đối xử phân biệt với các người anh em châu Phi đang sinh sống ở Quảng Châu sau khi mà có rất đông người Phi Châu tại đây đã ta tháng là họ đã bị đối xử phân biệt. À, một cái xưởng sản xuất thịt lớn nhất thế giới đã đóng cửa bởi vì thiếu nhân viên xảy ra bắn nhau tại một cái party ở tại California vào sáng sớm ngày thứ bảy khiến cho 6 người bị thương ít nhất 13 cơn lốc xoáy đã tấn công nhiều tiểu bang miền Nam từ tiểu bang Texas đến Mississippi và làm bị và vào ngày hôm qua và cũng gây ra cái tình trạng thiệt hại về 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 tài sản rất là nhiều à, thời tiết xấu có thể sẽ tiếp tục xảy ra vào ngày hôm nay ở tại North Carolina, ngay cái vùng gọi là Raleigh. Về tin Việt Nam thì thưa quý vị, Việt Nam các cái cái xưởng Samsung có một cái bệnh nhân bị nhiễm corona đang bị cách ly và các biện pháp khác đã được áp dụng tại nơi đây. Trong khi đó thì tin cho biết gần 1.000 công dân du học sinh Việt Nam tại Mỹ đang ghi tên để trở về nước. Và đó là tất cả những bản tin mà chúng tôi đã đề cập đến trong ngày hôm nay. Giờ đây thì bước vào phần chi tiết. Thì thưa quý vị, theo cái bản tin mới nhất trong ngày hôm nay, cái con số người bị nhiễm bệnh virus Vũ Hán trên toàn thế giới đã gần đạt đến con số là 2 triệu người rồi. Số người bị thiệt mạng 115 người và cái số người được hồi phục là 249. Nhà, mình... Đúng rồi, <laughs> <không? Đúng> <laughs> xin lỗi. 115.000 người chết và có khoảng chừng 2... 429.000 người đã được hồi phục. Và bây giờ thì anh Vũ Kiểm và Phòng Cơ sẽ có thêm uh, chi tiết liên quan đến cái bản tin này. Vâng, thưa quý vị, um, cái con số thì dĩ nhiên ngày nào cũng có thêm người nhiễm có thêm người chết nhưng mà cái mức độ lây lan cũng như là cái gọi là cái curb cái xu hướng của nó mà giúp cho giới chuyên môn họ cho rằng có nhiều cái dấu hiệu tích cực thứ nhất là tin mới nhất cho biết là bên tây ban nha spain tình trạng kinh khủng coi là một trong những cái lò nóng ở tại cả âu châu trong suốt tuần vừa qua thì ngày hôm nay Loan báo là sẽ từ từ và đang cân nhắc để mà có thể dỡ bỏ một số những cái hạn chế và cho phép một số những cái công nghiệp có thể hoạt động lại được đặc biệt là ở những cái vùng mà tương đối là được cho là đánh giá là không có bị nặng, không có bị trầm trọng. Nó tương tự như là cái kế hoạch của Tổng thống Trump tại Hoa Kỳ. Tức là từ từ để phục hồi lại cái quần máy kinh tế cho nó hoạt động trở lại từ từ. Tình hình chung ở tại Nam Hàn thì lại có một cái diễn biến từ hôm thứ sáu có tổng cộng thêm 91 người được cho là đã hồi phục sau khi mà đã bị nhiễm trở lại. Đây là cái trường hợp là họ bị re-infection, bị tái phát lần thứ hai, chưa biết nguyên nhân. <laughs> bên Trung Hoa thì như tuần trước chúng tôi cũng đã loan một nửa cái số bệnh mới ở cái khu vực ở trung hoa mà người cho là cái hồi hai nó tái phát đó, thì cũng không có khác gì hơn là cái chi tiết từ tuần trước như chúng tôi với anh cơ cũng đã từng loan là cái nhóm người đi làm ở bên nga trở lại yeah. chứ không phải là những người ở bên, ngay tại trong trung hoa đó là cái điểm tích cực tình hình ở tại indonesia thì được cho là rùng rợn hơn cũng bị rất nặng và có cả một cái làng người ta ăn mặc coi như là trang phục giống như là một cái những cái con ma đi lền khen ở ngoài đường ở tại bên Ấn Độ là cái nước có đông dân thứ hai trên toàn thế giới chỉ sau Trung Hoa thôi cũng đang cân nhắc bàn thảo để có thể sớm trở lại họ gọi là restart những cái kỹ nghệ vô cùng là tối quan trọng đối với lại cái nền kinh tế của Ấn Độ thì đó là tình hình Chung văn Tắt anh cơ sẽ trình bày chi tiết xin anh cơ. Thưa quý vị, tất cả những cái tin này đều căn cứ vào uh, cái sự biến chuyển của cái bản đồ uh, cái sạc, cái là cái graphic coi như về vấn đề uh, sự tiến triển của bệnh dịch. Ai cũng biết rằng bệnh dịch coronavirus do con virus nó sinh ra, cho nên nó sẽ tạo ra cái kháng thể trong vòng uh, những cái người bị bệnh mà uh, không chết đi, tức là họ còn sống thì cái kháng thể đó nó còn và nó có thể Uh, càng nhiều người bị bệnh thì cái số kháng thể đó nó càng nhiều nhiều cho đến cái khi nó đạt tới cái điểm là con virus đó nó không thể lây tràn lan như trước nữa bởi vì xung quanh nó toàn là những người có kháng thể cho nên à, nó sẽ ngừng lại và nó sẽ lây từ từ thôi và nó đi xuống thì đó là cái đường graphic mà người ta gọi là đường parabol thì bây giờ đây người ta sẽ căn cứ vào cái đường parabol đó của hai cái tỷ lệ thứ nhất là new death mỗi ngày mỗi ngày bao nhiêu người chết mới và new kê mỗi ngày mỗi ngày bao nhiêu người dương tính mới ta căn cứ vào hai cái đó và ta định được cái đỉnh điểm rồi từ cái đỉnh điểm người ta cho bắt đầu cho nó đường nó đi xuống thì nếu như bây giờ đây mình coi là có thể lên tới đỉnh điểm tại nhiều nơi ví dụ như toàn cầu bây giờ mà đang ở đỉnh điểm thì trong tương lai số người chết sẽ là gấp đôi cái số người bây giờ nghĩa là bây giờ chết 115.000 người thì khi mà hết dịch con số chết sẽ lên đến 230.000 người. Cho nên mình phải chuẩn bị để mình biết sợ mấy con số đó. Vì đó là con số tính toán một cách chắc chắn. Ai cũng biết rằng con đường Parabol nó đi có hai nhánh cân bằng với nhau. Nửa nhánh đầu là nửa nhánh đang đi lên. Và nếu đến đỉnh điểm thì nó sẽ đi xuống y như vậy bên nửa nhánh sau. Cho nên nếu đến đỉnh đầu tiên chết 115.000 người thì cái đuôi nó khi hết nó sẽ chết thêm 115.000 người nữa tức là 100 230.000 người thì đó là cái con số mà chúng ta phải thấy để mà sợ bởi vì tại vì mỗi ngày nó cứ chết mỗi ngày lên lên mình ít sợ cho đến khi mình thấy con số thì mình ớn bây giờ mình phải có những con số như vậy còn ở bên Indonesia người ta tập tục người ta thấy dịch nhiều quá bây giờ người ta đi ra ngoài đường để mà bắt dịch bắt những cái người mà vi phạm cách ly thì họ ăn mặc như là con ma như vậy để mà có thể ra đường thì ai thấy những con ma đó thì phải lo trốn nếu không trốn đó, thì họ sẽ bắt đưa ra chính phủ phạt đó bởi vì uh, vi phạm luật cách ly còn ở bên ấn độ thì họ rất là lo về sản xuất mà bên ấn độ là cái nước nó nóng cho nên dịch nó tương đối nó nhẹ và họ đang nghĩ đến chuyện rằng là uh, thay đổi cách ly tức là giảm bớt từ từ uh, roll out bên này cách ly bên kia không cách ly người là họ tính toán làm sao để có thể cho nguồn bài kinh tế nó chạy trở lại trong khi uh, động tắc là có nước chết hết bởi vì họ là nước nghèo mà dân đông uh, hoa kỳ là cái nước giàu có mà dân cũng đông cho nên hoa kỳ có thể rằng sau cái thời cái thời gian mà bệnh dịch nó tương đối êm đi thì người ta sẽ uh, có một cái dự trù là một vị thống đốc của ngân hàng dự trữ trung ương tuyên bố rằng có thể sẽ có cách ly xây chừng nghĩa là xoay vòng vòng một vòng trong vòng 18 tháng giữa các tiểu bang với nhau đó vâng đúng như vậy và theo như tin cho biết thì cái câu mà người ta dùng để cho áp dụng trong hoa kỳ trong tương lai đó tức là nó không phải là một cái one size fits all tức là không phải là ban hành một lúc tức là sẽ từ từ trở lại nhưng mà sẽ từng nơi giống như phạm cơ nói tức là những cái vùng nào mà nó ít bị lây nhiễm thì sẽ cho tái hoạt động trở lại từ từ là đó là lời, cách lời mà, tuyên bố dạ yeah. à, là tuyên bố của ông Fossey. ông, ông Forsey dạ yeah, yeah. đúng như vậy. Và tổng thống Trump thì ông cũng có một cái lời tuyên bố vào cuối tuần vừa qua à, tức là ông đang tính cái vấn đề này và ông sẽ thành lập một cái nhóm một cái ủy ban gọi là ủy ban mở cửa đất nước trở lại. Đó là cái cách mà tổng thống Trump dùng cái từ ngữ đó như vậy. Tức là ông sẽ dựa trên những cái thông tin à, từ những cái vị bác sĩ, những cái nhà kinh tế, những cái vị mà gọi là cố vấn đó thì ông sẽ thành lập cái nhóm này để xem khi nào là cái thời điểm đúng nhất và hợp lý nhất. Để có thể từ từ nới giãn ra và mở cửa lại Cái nền kinh tế của Hoa Kỳ Chứ không thể nào mà cứ giữ tình trạng này hoài Thì cái tình trạng càng kiệt nó sẽ à, xảy ra Đối với Hoa Kỳ với vấn đề kinh tế à, Trong khi đó thì nói luôn cái vấn đề Hoa Kỳ anh Phạm Cơ dạ vâng. con số người à, bệnh tại Hoa Kỳ thế nào Và cái số người à, thuyên giảm ra sao Anh Vũ Kiểm, anh có con, con số mới um, Cho tới khi mà chương trình tin tức của chúng tôi uh, On Air Thì cái số được ghi nhận theo tất cả những cái nguồn dữ liệu tổng hợp và đặc biệt là dựa trên hai cái nguồn chính. Cái báo cáo hàng ngày của tổ chức y tế thế giới WHO yeah. và cái 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 nghiên cứu của đại học John Hopkins thì được ghi nhận tại Hoa Kỳ đã là 561.000 trường hợp. Cái số người tử vong bây giờ vượt quá 22.000 người. Con số chính xác là 22.115 người. Hồi phục được 33.000 người. Tức là cũng có những cái tín hiệu được cho là tốt chứ không phải là không sau 4 ngày đạt ở cái mức cao gọi là đỉnh điểm lên tới 1.900 trường hợp đó. 900 người chết hoặc là hơn nữa. Thì bây giờ hiện nay cái số người tử vong hàng ngày nó giảm xuống khoảng 400 hơn 400 chỉ còn khoảng cỡ chừng 1.500 ca tử vong mà thôi. Sau đó là sau 4 ngày và sau 9 ngày thì từ cái số là 30.000 người chết hàng ngày Bây giờ nó xuống còn coi là 27.000 yeah. Thì đó là cái tích cực anh cơ. À, Vâng, cái Hoa Kỳ thì nó Như chúng tôi trình bày là nó có hai cái định, hai cái đường biểu diện Một cái đường là New Death mỗi ngày Mỗi ngày số người chết là bao nhiêu Và số người dương tính mỗi ngày là bao nhiêu Thì trong hai con đường đó đó Cái số người mà chết mỗi ngày đó Thì nó đã ở trên cái đỉnh điểm được 4 ngày rồi tức là có thể nó bắt, nó bắt đầu đi xuống vì nó ở tới 4 ngày rồi mà nó nó bắt đầu đi xuống rồi thì đó là hiện nay mỗi ngày số người chết là 1528 người à, thì đó yeah. là cái ngày đỉnh điểm và nó sẽ đi xuống. Trong khi đó thì con số daily new case đó mỗi ngày mà new case đó, thì nó đạt tới đỉnh điểm 9 ngày rồi, tức là nó bắt buộc gần như rằng chắc chắn nó sẽ đi xuống là đó là cái ngày chót á, cái ngày hiện nay nó đang có đỉnh điểm á, là hơn bảy ngàn trường hợp một ngày yeah. cho nên nó sẽ đi xuống uh, rất là gần và vì vậy cho nên người ta nghĩ rằng tháng tư này là sẽ đến cái giai đoạn nửa thời kỳ của đỉnh điểm và trong cái đường parabol thứ hai khi nó đi xuống đó thì ở vào khoảng nửa đường parabol là nó sẽ bắt đầu nó hết lây lan nó bớt lây lan nhiều và cái khi đó người ta nói tới cái tỷ lệ người ta gọi là uh, uh, miễn nhiễm community tức là miễn nhiễm cộng đồng hay là miễn nhiễm bày đàn chứ bày đàn chúng tôi nói thì thấy nó hơi quá đáng nhưng miễn nhiễm cộng đồng tức là herd immunity thì đó là cái thời gian mà yeah. nó sẽ đến vào khoảng nửa cái đường parabol thứ hai yeah. Nhưng mà tổng thống Trump nói rằng là đây là một cái bad idea nếu mà áp dụng cái anh mà nói đó tức là cái bày đàn đó, cái cái cái, cái uh, herd immunity đó nó nó sẽ rất là tệ nếu như áp dụng cái phương pháp đó tức là để cho nó tự nhiên nó lây lan rồi xong nó tự nó phát sinh ra cái vấn đề mà à. mà, mà 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 immunity không system. không hạn yeah. như vậy anh cái, cái ý mà miệng nhiễm bầy đàn là nó như thế này Miệng nhiễm bầy đàn là cái miệng nhiễm community cái miệng nhiễm ừ. đó nó sinh ra do con virus mình ừ. không thể ngăn cản được mình chỉ ngăn cản được cái miệng nhiễm mà community đó bằng cách là mình cách ly còn bên ừ. thủy điện họ để cho cái đó nó tự đầu xảy ra thì nó cũng sinh ra miệng nhiễm community nhưng mà họ để cho tự do thì nó bao hơn, nghĩa là kinh tế sẽ đi xuống, sẽ đi lên, à, sẽ vạ ngồi mau hơn. nhưng mà số người chết sẽ phải nhiều hơn. nhưng mà bên đỏ đó, đó thì ít dân, cho nên cái số người mà chết nó tương đối rằng là không có nhiều như ở Hoa Kỳ. nếu Hoa Kỳ mà thả ra như vậy đó, bây giờ cứ nhớ những con số người ta ước tính đó là hai chục ngàn người, là hai trăm ngàn người sẽ chết ở nước Mỹ hay là 100.000 người thì ông Fossey ông nói là phải 60.000 người. Tại sao? Tại vì nếu bây giờ mà theo cái hiện tại bây giờ nếu mà người ta chết mà lên tới đỉnh điểm đó thì con số chết lên tới đỉnh điểm. Nếu bây giờ là đỉnh điểm rồi đó thì con số người chết là 23.000 mà nếu như là là 23.000 là số người chết từ đó tới nay là 23.000. Nếu bây giờ là đỉnh điểm thì khi chết sẽ là 46.000. Khi cuối cùng bệnh dịch hết, số người chết tại Hoa Kỳ sẽ là 46.000 người. Thì đó là cái cái con số xảy ra thấp hơn con số ông Fauci đoán là 60.000 người. Yeah. À, thưa quý vị, trở lại với châu Âu, thì một số quốc gia tại châu Âu đã bắt đầu nới rộng ra những cái giới hạn mà anh Vũ Kiều lúc đầu có nói đó, về vấn đề cách ly xã hội, cũng như là làm việc trở lại. Thì bên Đức Đức, nước Đức thưa quý vị cũng đang là có cuộc tranh luận với nhau nhằm để có thể tháo gỡ ra cái lệnh cách ly ở tại quốc gia này. À, anh Vũ Kiệm sẽ có thêm những cái thông tin này. Cũng tương tự như là Hoa Kỳ và cái lời nhận định của bác sĩ Antwi Foxy, tức là đang áp dụng cái kế hoạch từ từ giống như là chúng ta bật một cái công tác điện. Ok, thấy nó okay. work, bật cái kế tiếp, bật cái kế tiếp. Bây giờ cái nào là cái đầu tiên? Đối với lại nước Đức đó, thì trong 16 cái quận tỉnh Hạt và hoặc là vùng, bên nước Đức thì họ xài là cái vùng đặc biệt là những cái lĩnh vực kinh doanh về bột mì hoặc là bánh mì hoặc là về bánh trái yeah. mà cái tiểu bang cái vùng ít bị bệnh thì sẽ coi như là cái nơi mà đầu tiên và cũng từ từ nới lỏng ra thôi chứ chưa có dứt toàn bộ tức là nới lỏng họ ease up từ từ giãn ra giãn ra giãn ra những cái biện pháp mà từ trước tới giờ bắt buộc phải nghiêm ngặt áp dụng theo yeah. thì để cho cỗ máy của kinh tế nó vận hành. Và tôi nghĩ rằng là khi ông Fauci ông nhấn mạnh rằng là cái vấn đề mà cải cách kinh tế mà tái lập lại kinh tế giống như là cái công tắc điện ông nói rằng không giống như công tắc điện công tắc điện bật cái là đỏ công tắc điện bật cái là tắt không ông nói rằng sẽ từ từ tức là có nơi này tăng lên nơi kia giảm xuống ở à, nơi nơi này tăng lên xong rồi đến nơi khác tăng lên cứ dần 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 dần, dần là đánh lui từng bước đánh đổ từng phần chứ không thể nào mà làm một lượt được và bên nước Đức thì họ áp dụng rất là hay tại vì nước Đức họ nhiều vùng và mỗi vùng như vậy đó họ sẽ từ từ cái vùng nào mà vấn đề mà hứa immunity tốt lấy ít thì họ sẽ cho mở trước mà họ sẽ cho mở trước cái gì trước business không phải business nào cũng mở được họ sẽ mở những cái business ít lây nhiễm nhất là ví dụ như bánh mì như anh Vũ Kiệm nói bánh mì là sao người bán người mua thôi anh từ hai đứa tôi tới mua có hai người thôi cho nên hai người đề ra thì hai người khác vô thì từ cái bánh mì là thí nghiệm đầu tiên mấy tìm bao bánh mì rồi sau đó người ta sẽ mở qua coi xin ở đây nó kia khác và có lẽ như là nghe đài nhạc hội cái xin này và sẽ là cái cuối cùng vì nó rất là nhiều người anh cho họ cứ coi cái cỡ mà bao nhiêu customer đến liên quan thì họ sẽ làm theo cái kiểu đó và đó cũng có thể rằng là một cái mục tiêu mà Hoa Kỳ sẽ lấy đó để mà làm gương để mà biết và bắt chước tại vì Hoa Kỳ có cái hên là đi sau các cái quốc gia này. Dạ vâng. À, không phải gì chỉ có nước Đức mà một số quốc gia khác được biết là cũng bắt đầu từ từ cái cách đó rồi. Chẳng hạn như tại Na Uy thì họ cũng đã bắt đầu cho các cái học sinh lớp đi nhỏ học. đó, dạ. bộ giáo đã trở lại học rồi. Dạ. Tại vì những đứa nhỏ đó nó 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 vẫn còn clean ở trong nhà ở đâu đi đâu đâu. Tại bây giờ cho trở lại trường rồi từ đó sẽ tập trung lại để mà kiểm tra, để mà săn sóc về vấn đề về vấn đề vệ sinh đó để tránh trường hợp lây nhiễm thì coi như là coi như là đã cho cái lớp đó trở lại rồi anh ra đó là cái cách mà họ đi từ từ vâng tại vì sao anh biết ừ. không tại vì bên bên na Uy hay là bên thụy điển ừ. hay là bên đức ừ. vì đó là mình nước âu châu họ có dịch trước cho nên họ hết dịch trước và cái ừ. thời gian này là thời gian họ hết dịch họ bắt đầu xuống dịch rồi cho nên họ mới nghĩ đến chuyện đó hoa kỳ ít nhất là phải hai ba tuần nữa là mới ừ. bằng cái na uy và bằng châu âu bằng đức thì lúc bây giờ họ mới áp dụng được thành ra bây giờ hoa kỳ đang chuẩn bị cho ba tuần nữa giống như là ngày sau ngày 30 tháng 4 là ít nhất dạ yeah. vâng yeah. và ngoài ra thì một bản tin cho biết là ông Fauci ông đã đưa ra một cái lời tuyên bố rằng là nếu tổng thống Trump mà hành động sớm hơn so với lại cái hành động của tổng thống Trump tức là vào khoảng gần cuối tháng 3, Thì tổng thống Trump mới có hành động một cách quyết liệt thì nếu mà làm sớm hơn khoảng tháng 2 đó thì sẽ có thể khiến cho không có nhiều người chết ở tại Hoa Kỳ như vậy thì thành ra là ông Trump có vẻ như đang rất là cây cú về cái lời tuyên bố này và dường như ông đang muốn sa thải ông Fauci anh Vũ Kiều ông có gửi tách vì cái câu nói này của bác sĩ Fauci cho nên tổng thống Trump nói là fire Fauci nhưng mà cái nghi vấn này nó còn có nhiều cái nghi vấn được đặt ra tổng thống Trump không sai bác sĩ Fauci không sai nhiều người trước khi bác sĩ Anthony Fauci lên tiếng tổng thống Trump cần có biện pháp quyết liệt mạnh tay hơn trước khi ông lên tiếng tức là như chúng ta dự, đã dự thấy từ cái hồi mà trước khi mà ông navarro đưa ra cái bản báo cáo là đã trình tức là cố vấn đã trình cho tổng thống yeah. tổng thống phớt lờ đó là một vụ trước đó người ta cũng nói rằng đã có nhiều cái báo cáo cho tổng thống mà tổng thống cũng phớt lờ điển hình là cái vụ bốn thượng nghị sĩ bán stock có nội gián ở bên trong khi mà trình bày về cái báo cáo về bí mật quốc gia tin tình, tình báo hàng ngày cho ủy ban tình báo thường viện. Hai vị thượng nghị sĩ trong cái ủy ban đó. Bán cả hàng triệu đồng tiền stock. Tổng thống Trump biết. Nhưng ông Phất là cái đó đúng. Còn cái này đó. Phản pháo lại Tổng thống Trump nói không. Ông đã cấm. Cửa du lịch từ bên Trung Hoa. Trước khi mọi người nói tới. Trước khi mọi người nói tới. Yeah. Và điều thứ hai. Ông cũng trách ngược lại. Bộ trưởng Bộ Y tế An sinh xã hội Alexa. Không có coi như là cảnh cáo cho ông biết là có cái vấn đề dịch này. Một bản tin đối tiếp có liên quan đến một cái tweet do Tổng thống Trump gợi ra và có cái lời ám chỉ là sẽ sa thải ông bác sĩ Anthony Fauci sau khi ông này có cái lời nhận định là nếu như Tổng thống Trump mà nghe lời theo các chuyên gia kể từ khoảng chừng cuối tháng 2 đó mà ra lệnh khẩn cấp để mà cách ly thì thưa quý vị người Mỹ không có chết nhiều như vậy Tổng thống Trump đang có ý định là sẽ sa thải ông Fauci này bây giờ anh Phạm Cơ sẽ có một vài chi tiết thêm Bộ túc cho bản tin này xin mời anh à dạ, vâng sợ gì uh, ông phố si dĩ nhiên là ông là cái người là làm việc với ông Tâm để ông biết tính ông trump ông không có muốn nói cái chuyện này Bởi vì chuyện này rõ là người ai cũng nghĩ rằng là ông Tâm uh, thứ nhất là ông làm đúng khi ông ngưng tất cả chuyến bay đến từ Trung Hoa nhưng mà ông đã chầm trong việc ngưng tất cả chuyến bay đến từ Âu, Âu Châu. Châu và vì cái việc chậm trễ đó mãi đến ngày 13 Tây ông mới làm cái chuyện đó cho nên âu châu nó qua New York rất là nhiều và New York cái con virus ở New York là con virus có gốc tích từ châu âu chứ không phải gốc tích bên trung hoa cho nên ông tâm cũng có lỗi chứ không phải không ông Fauci cũng biết như vậy nhưng mà ông không bao giờ nói nhưng mà bởi vì ông bị báo chí nó gài bậy nó kêu ông tới nó phỏng vấn và hỏi cái câu đó thì ông bắt buộc ông phải trả lời ông là một cái người khoa học ông không thể nào nói ngược lại với những cái gì ông nghĩ cho nên điều đó là điều ông phải làm thì đó là một trong những cái chiêu mà bảo chỉ người ta không ừ. ưa ông Trump, thì người ta cố tình xoay vào những cái lỗi lầm, ai là người không có lỗi lầm. Ờ, trong cái thời gian đó là thời gian ông Trump vừa thoát, vừa đang còn rất rối với cái impeachment nữa, thành ra mọi sự chuyện là phải nói rất là khó cho ông Trump. À, những người thương ông Trump thì có thể bỏ qua nhưng mà những kẻ chống ông Trump thì bắt buộc họ phải đi tới ừ. thì đó là những cái chiêu mà ông Fauci là cái người bị kẹt Vinh giữa hai làn đảng rồi cũng cuối tuần vừa qua tổng thống Trump cũng bị một cái vố tức là các cái phóng viên tham dự cái cuộc họp báo nó có hỏi ông một câu rằng là ông dựa vào cái tiêu chí gì để mà ông đưa ra cái quyết định quyết sách của ông về nước Mỹ trong tương lai về cái Covid-19 thì Tổng thống Trump chỉ vào đầu và nói rằng là từ here tức là từ cái suy nghĩ của ông. Ông nói là ý ông hàm ý rằng là ông sẽ quyết định tất cả nhưng mà điều này người ta nói là không có đúng tại vì để có thể đưa ra cái quyết định về con virus này nó sống làm sao, nó 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 hoàn hành thế nào thì chỉ có những chuyên gia, những bác sĩ mới có thể đưa ra cái quyết định này còn tổng Trump đó rằng là ông đưa ra từ cái đầu suy nghĩ của ông thì hoàn toàn là không có uh, được uh, có thể coi như là đúng lắm tại vì nó không có đúng cái chuyên ngành của ông. Không, cái này cái... tôi tôi không đồng ý với là những người nói như vậy. À, thứ nhất là ông tâm ông có một cái ủy ban lo về cái vấn đề này. Khi ông chị vào đầu ông là rằng ông sẽ quyết định. Thì dĩ nhiên ông sẽ quyết định theo ý kiến của ủy ban chứ không có phải rằng là ông tự động ông làm những cái chuyện như vậy. bằng cỡ rồi ông nói đằng sau ngày 12 tháng 4 là ông sẽ là coi như xong hết cách ly. Nhưng mà sau đó được thuyết phục, ông dời lại từ ngày 30 tháng 4. Ông là người có suy nghĩ chứ không phải là không có suy nghĩ cho nên okay. tôi không đồng ý với cái kết luận của nhiều người như vậy. Yeah. À, vâng, thưa quý vị, thì đó là cái cách mà người ta cũng có thể chính trị hóa trong mọi vấn đề. Đó là cái cách của người Mỹ là như vậy. Nhưng mà bây giờ chuyển sang một cái đề tài khác, đó là cái vấn đề mà cắt giảm dầu hỏa ở một số những cái quốc gia mà nằm trong cái khối gọi là khối OPEC đó, sản xuất dầu hỏa. Thì thưa quý vị, các quốc gia từ Nga cho đến Ả Rập Saudi và những quốc gia khác đã đạt được cái thỏa thuận là sẽ cắt cái lượng dầu hỏa sản xuất một cái con số lượng rất là lịch sử thành ra là cái thị trường chứng khoán cũng từ đó mà có ảnh hưởng phải không Vũ Kiểm? Dạ. Yeah. <laughs> Thì tin cho biết là về cái phần trăm đó cái tỷ lệ cắt giảm là 20% gần 1 phần tư cái tổng sản lượng dầu sản xuất hàng ngày bơm ra hàng ngày ước tính là 9.7 triệu thùng mỗi ngày kể từ tháng 5 kéo dài cho tới tháng 6 tức là cái số lượng cắt giảm nếu không có biện pháp này thì dầu chắc chắn sẽ rớt xuống dưới giá 20 đô la một thùng. Cho nên đây cũng là một trong những cái để mà cứu nguy. Cho nên Tổng thống Trump cũng ngoài cái chuyện đối phó với lại bệnh dịch, ông cũng phải đối phó với lại cái vấn đề kinh tế và bằng chứng là ông cũng đã bốc phôn kêu gọi cả Tổng thống Mỹ đồng ý và coi như là cắt giảm hiệp chung vào trong cái nỗ lực chung của toàn cầu. Cái tổ chức International Energy Agency, AEI đó, thì họ chuyên môn theo dõi cái vấn đề này, tức là cái kỹ nghệ dầu hỏa trên toàn thế giới thì họ cho rằng cái điều này thì có thể là sẽ giúp cho cái giá dầu thô trong tương lai yeah. anh cơ. Dạ vâng, thì ai cũng biết rằng đại dịch corona sẽ làm cho cái dầu thô thẳng dư và dầu thô càng thẳng dư thì nó càng xuống, nhưng mà cả quốc gia Ả Rập sao đi và Nga tức là OPEC cộng và Nga thì những cái quốc gia này họ không có muốn giảm dầu thô xuống và họ cứ tiếp tục làm tại sao? Là tại vì họ muốn giết oil xe của Hoa Kỳ. Oil xe của Hoa Kỳ, cả quốc gia này họ khai thác dầu rất là rẻ vào khoảng 10 đô la một thùng dầu thô là họ có lời rồi. Trong khi đó Hoa Kỳ phải khai thác ít nhất là 30 tới 50 đô la một thùng dầu thô mới khai thác được cái thùng oil xe. Cho nên Hoa Kỳ rất là sợ giá dầu thô giảm mà cả quốc gia này họ muốn giết Hoa Kỳ. Tại vì Hoa Kỳ hiện nay là sản xuất oil shale nhiều nhất trên thế giới. Tức là có thể vượt qua cái số lượng dầu của Ả Rập Xê cho nên hai quốc gia này hợp lực với nhau để đánh Hoa Kỳ. Tuy nhiên, Mexico là một quốc gia đồng minh của Hoa Kỳ chơi một ngọn đòn nhẹ nhàng. Họ không có ra quyết định và họ thương thuyết với Hoa Kỳ rằng họ sẽ ủng hộ Hoa Kỳ. Chắc chắn là họ có thương thuyết cho nên sau khi ở Mexico À, làm cho các quốc gia này trước có quyết định thì Hoa Kỳ nói chuyện với Mexico và cuối cùng Mexico đồng ý, nghĩa là bây giờ đây giá dầu thô à, sẽ được cắt xuống 20% và làm như vậy đó thì giá dầu thô sẽ lên và Hoa Kỳ sẽ đỡ được bớt đóng cửa các cái oil seal bởi vì trước cái khi mà có cái lần giá dầu thô giảm đó thì một công ty oil seal của Hoa Kỳ ở North Dakota là đứng hàng nhì tại Hoa Kỳ. Ở Hoa Kỳ có hai mỏ dầu thô shale lớn nhất thế giới, đó là San Antonio, Texas với lại là North Dakota. Thì yeah. tại North Dakota, cái xưởng này phải đóng Điều cửa rồi. bởi vì họ chịu nội nổi. Họ tuyên bố phá sản. Rẻ quá mà, nó xuống tuyên bố phá quá. Sản. Và bây giờ đây yeah. thì uh, Hoa Kỳ được cái cái là dầu thô sẽ tăng lên kể ừ. từ ngày mùng 1 tháng 5 đó cũng là một cái bước tiến mới khiến cho Hoa Kỳ vậy thật. Thật. À, thật nhanh thôi, tức là nói về tại sao thế giới trong khối OPEC mà coi như là muốn đánh Hoa Kỳ về cái mặt dầu hỏa đó là tại vì Hoa Kỳ có cái đặc lợi là cái khai thác dầu oi sao dầu trích ra từ phiến đá kỹ thuật mới tân tiến vô cùng là tốn kém, chưa có quốc gia nào trên thế giới có được cái kỹ thuật này. Cho nên cái đó là yeah. cái lý do mà tại sao Hoa Kỳ ngày càng thẳng dư dầu hỏa ngoài cái dầu đào từ dưới biển deep sea như là vịnh yeah. ngoài dầu ở trên cái vùng những cái máy à, nhỏ Star, ở trên yeah. à, hoặc là ở ngay ở, Oklahoma ở ngay yeah. miền tây của Texas tức là trong những cái đồng đó yeah. trong oil đất oil liền oil. không yeah. có nhưng mà cái dầu phiến đá oil shale đó thì chưa có quốc gia nào có kỹ thuật tân kỳ vô cùng tốn kém và khai thác rất là khó chứ không phải là dễ nhưng mà nghe nói cái phương pháp này cũng nguy hiểm với anh Phạm Cơ tại vì nó 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 có thể nó tạo ra cái vấn đề chấn động về vấn đề khi mà khai thác phiến đá giờ nói như thế yeah. này anh à, sợ gì mà nó nguy hiểm là vì thế này khi người ta bắn vỡ những cái phiến đá ừ. ở dưới mặt đất để mà lấy dầu thì họ phải dùng nước và hóa chất và chất nổ ba yeah. cái thứ đó nó nó làm lấy xong dầu rồi á, thì nó thu hồi cái đó thu hồi cái đó và lọc dầu ra thì họ thu hồi ra thì cái nước và cái đá vỡ đó và cái đồ quỷ đó thì làm gì không biết đổ đi đâu họ Hi đào yeah. một cái lỗ thật sâu họ trốn xuống và họ nén xuống từ đó gây ra độc đất cho nên ừ. trong thời gian mà Hoa Kỳ chưa có một cái regulation chưa có một cái cái cái, cái biện pháp nào để mà chặn được và ngăn ngừa những trận động đất như vậy thì các cái hãng khai thác dầu thô họ biết như vậy cho nên họ khai thác ao ạt à để mà tránh regulation bởi vì khi regulation thì họ không thể khai thác ao à như bây giờ nữa do đó dường dầu thô của Hoa Kỳ rất là lớn và các các hãng khoan họ cứ khoan cho đến khi nào chính phủ cấm thì thôi Và họ cứ tiếp tục dồn xuống và chôn Cho nên cái vùng Oklahoma và vùng phía Bắc của Texas nó hay động đất là vì vậy à, Thưa quý vị, bản tin kế tiếp liên quan đến hai đại công ty của Hoa Kỳ Đó là Apple và Google Thì hai hãng này sẽ bắt tay với nhau để sản xuất một cái app Dùng cho cả hai hệ Tức là iOS và Android Để có thể sớm, nhanh phát giác ra Những người nào xung quanh mình có bị <laughs> dương tính với lại COVID-19 Phương pháp này nghe nó độc đáo của anh Vũ Kiệm nó truyền làm sao, nó scan làm sao để có thể nó báo cho mình biết là cái người gần đó đang bị Covid-19. Nhưng mà liệu có quá trễ không? Tại vì bây giờ nếu mà theo những cái ước tính phỏng đoán hoặc là dự phóng dựa trên cái bản đồ data input, máy móc nó tính. Cái đỉnh điểm là vào hết cuối tháng tư này, <laughs> bây giờ bao giờ thì Apple với lại Microsoft tung ra cái máy đó để mà đi theo dõi người không ta? Không, cần cái máy anh, à. họ chỉ sửa cái software thôi. À và họ tôi nghĩ là chỉ trong vòng một tuần 10 ngày nữa thôi là họ có thể rằng có cái cái app đó vì cái app đó đã có bên Singapore rồi. Đấy, Nhưng không mà nó không? sẽ đối mỹ như vậy nếu mà chạy đua thời gian đó, tôi cho rằng về mặt kỹ thuật thuần về kỹ thuật thôi, không có chính xác 100%. Tại vì khi anh đưa ra anh phải thử test tức là cái đợt đầu, sau đó sẽ có revision số 2 tại vì nó chưa hoàn thiện, số 3, số 4 cho tới khi nào cái mức độ chính xác có thể chấp nhận được đúng chưa thì anh chưa anh chỉ anh có có anh để đưa... Ồ, dạ không, như ố thì dĩ nhiên là cái chuyện đó Cái này cũng phải là cái thử test như vậy tôi à, không nói test khác. bất kỳ một cái nhu liệu nào cũng cần phó thứ trải là... qua đúng cái rồi, giai đoạn đúng đúng cái rồi. tiến trình để đúng rồi đầy đúng, đúng nhưng không? mà cái này là à. người ta để viết và để đó. chạy theo mà thôi cho dạ. nó không phải rằng là dạ, vâng. Uh, cho nó không phải rằng là là là, là nó 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 <laughs> uh, nó giống Thông như thật là con chương cũng test. đồng ý với anh vũ kiệm dạ. nó khó quá làm sao không, mà có vậy thể nó chẳng có gì hết người ta biết một cái software với nối android với là ừ. apple lại với nhau và trong cái software đó người ta ghi tên tuổi uh, và cái bệnh dịch coronavirus dương tính hay là âm tính ừ. mọi người đều, đều có cái app đó hết ai muốn ai sợ thì vào cái app khi mình vào trong ừ. cái app đó rồi là mình bắt buộc phải đi theo cái app đó nếu mình bị dương tính thì dĩ nhiên chính phủ họ biết họ thông báo với mấy người google mấy người google bỏ vào đó liền cha này dương tính thì cái khi tôi đến gần anh anh đến gần tôi thì mọi người có cái bluetooth yeah. cho nên cái bluetooth nó nói chuyện với nhau nói rằng hay cái máy cầu dương tính nó ghen thế thì nó bảo cho anh biết thì anh biết là ồ oh, có một cái máy dương tính gần mình nhưng mà họ không biết người đó là ai thì họ đi ra xa cái chỗ đó chừng nào cái mày nói thôi nhưng mà cái máy đó có hiệu lực trong vòng 14 ngày bởi vì thằng cha dương tình đó 14 ngày là hết cho nên sau 14 ngày thì cái chuyện dương tính đó nó biến mất nó không có sai nữa cho nên họ rất là cẩn thận tôi cho rằng cái app đây ra thương họ làm được chứ có gì nhưng mà cái, cái, gì cái, không? Nhưng cũng để... không đi tách được cái dương tính đó là corona là covid 19 hay là một trong những cái covid 19 chứ nào 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 no. anh nói về là anh anh không tin là khoa học kỹ thuật covid 19 người ta mới làm chứ nếu mà làm Mỹ cái đang chạy đua gì... cái test để mà có thể xác nghiệm nó gọi là tôi đã nói cái một lần là cái được. function cái đó là khác cái đó là antibody cái đó, đó bây giờ nó đang đẩy mạnh là... cái antibody test Không cái đó, đó. là riêng về mặt khóa học còn cái này là về mặt điện toán khác nhau nhưng ra. mà dương tính dương tính từ antibody không, từ không, 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 không cái virus dương dương nào từ an, dương không phải dương tính từ antibody cái này là dương tính antibody nó khác với là dương tính new case khác nhau nhưng mà không, cái vấn đề ở đây đó tại vì, vì cho con chưa có ý kiến hả? là bây giờ cái khó là con chỉ nghĩ như thế này ví dụ như ai bị dương tính thì cái người bác sĩ khám ra cái bệnh đó họ tự động họ đưa cái thông tin đó cho cái app đó cho chính phủ đâu cho chính phủ phải yeah. không như vậy Ở có vi phạm về cái luật gì không, của cá nhân hay không? không? privacy không cái đó là luật của chính phủ mà anh anh dương tỉnh yeah. chính phủ phải biết chứ tại vì bây thì giờ biết mình thôi biết nhưng mà nếu mà đưa ra một cách công cộng không, thì làm sao họ đưa ra công cộng nhưng mà anh người khác không biết người khác chỉ biết đang đến gần dương tỉnh thôi không biết đó là anh Tức là nó không chỉ cố định là đó, không, cái, không, cái, đó cái người là đó, đó ấy, thôi. Đâu, có đó đó người chỉ, xung quanh dạ, yeah. rồi đó không chỉ à. ai à. đó chỉ biết là xung quanh anh hoặc okay. người nếu vậy thì còn được chứ nếu không sẽ vi phạm vào cái luật mà privacy của người ta đâu có được rồi bây giờ chuyển sang đề tài khác à, đó là một cái bản tin cho biết là bên phía của Nam Hàn thì Nam Hàn vẫn à, có cái mức độ sản xuất những cái uh, cái dụng cụ để thử Covid 19 à, rất là dồi dào cho nên là chính phủ Nam Hàn ngày mai thứ ba sẽ có một cái lô hàng gửi sang Hoa Kỳ tới sắm 600.000 bộ thử Covid 19. Anh Phúc Kiếm uhm, thì đây là một trong những cái mà chính phủ Trump đang phải đối phó rất là nghiêm trọng thiếu cái hệ thống cái bộ kit này để thử nghiệm và nếu mà có thử nghiệm cũng không có chính xác cho nên tôi nhắc lại một lần nữa tại sao có cái bây giờ giới y tế cho rằng phải cần xét nghiệm cái antibody cái đó mới chắc chắn 100% là COVID-19 con vi trùng Vũ Hán, còn không, bình không, thường đó anh, tôi cũng đồng ý Vi trùng. Yeah. Không tôi đọc tin dự yeah, đại học tôi, tôi không tranh luận với anh cơ và cái yeah, chuyện yeah. đó Nhưng tôi mà không tôi, tôi nói tôi đúng lý lẽ tại sao là. Không thì đó tức là yeah. mình crash fire. Yeah. bây giờ cứ tưởng tượng okay. giống như là route table. Yeah. ok. Đúng tôi chưa lại văn thế này. À. Cái COVID-19 dương tính là cái test khác, còn cái test antibody là cái test khác. Hai cái nó khác nhau. Cái test antibody là test kháng thể, nó khác hẳn cái COVID-19 dương tính khác nhau nhiều khác ừ. nhau không hai cái đó không thể nhầm lẫn với nhau được nha yeah. <laughs> chưa chưa có trả lời được một cái thuyết phục gọi cái như đấy. thế nào yeah. thế thì tại sao nó gọi là có những cái trường hợp test mà vẫn để bị lọt test mà nó sai lọt là vì thế này là cái test dương tính đó nó sai cái người đó dương tính rồi mà cái test dương đó... tính nó, nó sai nếu như vậy Google làm cái application đó để test để nó đi sai. để <laughs> đi test thì cái đó thì đó. Sai. là trở lại cái luận không, cứ đầu tiên hết. tôi nói là, là không có chính không, không. xác, anh đúng chưa? Anh phải chấp nhận rằng khi cái test nó sai thì thằng Google nó phải sai theo chứ làm sao thằng Google nó trúng được. <laughs> okay. yeah. mà cái đó là test dương tính nó sai sai rất là nhiều đến nỗi rằng là tụi Trung Hoa nó làm và người ta phải trả về vì cái test nó nó sai. Vô dụng. Yeah. Yeah. Dạ. Trung Hoa Tây Ban Nha nhưng trả cái, lại 6 yeah. triệu nhưng cái. Nhưng mà cái tỷ đúng. lệ của những cái nước như Hoa Kỳ và Nam Hàn nó làm về cái test dương tính đó thì cái đồ sai nó phải nói rằng nó thấp hơn nhiều nó sắp ừ. tập hơn nhiều bây giờ đây người ta đang gọi tới cái đồ âm tĩnh sai tức là có nhiều người ho oh, đủ thứ chuyện hết đi vô xét âm tĩnh. đem vô chữa một hồi ra dương tĩnh. tức là cái âm tĩnh đó nó quá trễ đi à, nó 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 quá lâu đi đến nỗi mà cái dương tính đó đi ta chưa có kịp để khi đi xong thì thằng cha đó đã, đã đem đi chữa bệnh rồi đúng thì đó là cái âm tính yeah. mà âm tính sai thì khoa học kỹ thuật nó phải có những kẻ hở anh không thể nào đòi hỏi như là Ờ, đồng tiền một một đồng hai đồng là độc nhất định phải một đồng hai đồng. không tôi nhìn cái vấn đề mà, đây mà. đó là Google đó là anh có không. tức là cũng lợi dụng no, cái này no, để no, tạo no, ra cái cái thói quen đó, đó để no. làm tiền cũng Cả là cái hình thức thương là mại hóa cái chuyện yeah. này đó Google đâu có lợi gì trong cái này nhưng mà nó hay ở cái chỗ này là làm cho người ta confident người ta đi ừ. ra ngoài được người ta ấy được và cái chuyện mình biết người ấy là mình bật sợ chứ còn nếu không là mình Ờ, ấy là một nguy hiểm lắm nhá. Yeah. OK, thôi chuyển sang đề tài khác nha. Tại vì cái này tranh cãi cũng, cũng khó lắm. <laughs> à, đúng à, rồi. Thôi, trời, <laughs> <rồi, đúng cười> gọi cho vui. Uh, yeah, thì đó. Thành ra là yeah. chuyển sang một cái đề tài khác, nói về ông Boris Johnson đi ha. Ông là yeah. thủ tướng nước Anh. Ông này thì thưa quý vị vào ngày 5 tháng 4, ông này đã phải đi vào bệnh viện, tại vì ông chịu hết nổi rồi. Sau khoảng 10 ngày, ông có cái, những cái triệu chứng về virus vũ hán và cuối cùng thì mới đây, ngày hôm qua ông đã được xuất viện. Ông đã có cái lời cảm ơn đến các vị bác sĩ cũng như là ông nói rằng là các bác sĩ này coi như đã cho ông một cái một cái mạng sống mới rồi. Là ông rất là vui mừng khi mà được xuất viện vào ngày hôm qua. Đúng, cái lời cảm ơn thì chắc chắn nó phải có nhưng mà cái gây người ta chú ý mà ông nói rất là thực lòng là I could have gone either way. Yeah. Lẽ ra tôi đã chết rồi. Đã chết rồi. Đó. Tại vì như cơ nói nó đó ở anh Quốc đó với lại Nhật Bản trong cái Chủ nhật vừa qua là hai cái điểm nóng của trên toàn thế giới và à. trường hợp của ông Boris cơ đã giải thích. Ông cũng luống tuổi chứ không phải không làm việc rất là cực nhọc mà qua được cái này là may mắn lắm. Và nhất là I cái tỷ lệ tỷ lệ chết ở Anh đó là vô việc việt là chết. Là sống được có đúng rồi. 0.2% thôi. Đúng. Vô là vô là chết. chết, vô yeah. là chết nhưng mà ông ông Johnson ông sống được phải đoán rằng rất là rất là giỏi và vì vậy cho nên người ta mới chú ý đến việc thứ nhất là ông vô một cái bệnh viện thường không dành cho cấp lãnh đạo thứ hai là người ta săn sóc ông cũng như thường mà thôi ông đi khám bệnh như mọi người à, không có phải rằng có một ủy ban bảo vệ yếu nhân lo cho ông này từ đầu từ A đến B thì đó là cái điều mà ông Johnson làm bởi vì bên đó là tất cả những cái À, bảo vệ về y tế của dân chúng và của ban lãnh đạo của những người lãnh đạo đều giống nhau hết đều do một cơ sở đó là bộ y tế không có tư nhân không có cái gì hết cho nên cái nước anh nó rất là đặc biệt cái chỗ này dạ mà tinh cũng nói rằng là ông này không có cần phải chữa trị gì nó quy mô lớn cả ông chỉ được thở oxy thôi Oxygen thôi rồi sau đó rồi từ từ lành bệnh rồi về có lẽ là cái cơ thể của ông có một cái sự đề kháng rất là mạnh dạ. mẽ ở trong thành ra ông có thoát ông, một ông cách đã có ông khá ông là vờ là gì rồi vậy. lý gì rồi ông dạ. có một cốt bồ bây giờ Làm có cô bồ. bồ đã có bồ được ăn <laughs> mà cũng, cũng anh bị dương đó. tính đó. <laughs> mà cũng dương tính đó. Bà vợ đó. <laughs> Thưa quý vị chuyển sang một bản tin khác thì uh, tin kế tiếp đó là vấn đề uh, trung hoa thì trung hoa đang uh, có những cái phương pháp để ngăn chặn và kiểm soát các cái tin tức về cái nguồn gốc của virus Vũ Hán thì quý vị đã biết rồi. Ngay từ khi mới bắt đầu chớm vào cuối tháng 12, bước sang đầu tháng Giêng, thì nhiều quốc gia châu Âu, trong đó có cả Hoa Kỳ nữa, tin tức cho biết là họ cũng muốn nhảy vô để họ nghiên cứu xem cái con virus này nó như thế nào. Nhưng mà dường như đều đã bị từ khước kể cả tổ chức WHO, tức là tổ chức Y tế Thế giới cũng cho biết là đã bị Trung Quốc coi như là từ khước không có nhận cái, cái 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 ekip nào, cái cái ủy ban nào về nghiên cứu về, về 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 sinh học đó được vô để điều tra thành ra là bây giờ họ cũng đang tiếp tục để đưa ra cái cái thông tin này để không biết là đúng sai thế nào ừ, lý do mà họ cũng vẫn lên tiếng biện bạch hoặc là nói một cách mà dễ thường nghe đó thanh minh thanh nga tại vì càng ngày càng có nhiều quốc gia cũng đưa ra những cái lời có thể sau này đó cái vụ này xong rồi sẽ kiện Trung Hoa kiện Trung Hoa Cộng sản là cái nước xuất phát ra cái con virus từ vũ hán cho nên họ bắt buộc họ phải chống chế anh cơ là bây giờ họ chống chế như thế nào dạ. à đây là người ừ. đây là bằng cỡ của cái sự chống chế của họ tức là thứ nhất là họ là các cái họ bắt đầu họ nói theo dòng uh, quốc tế bây giờ cần phải điều tra nguồn gốc của con virus này uh, và các cái người ở trong bên trung hoa các khoa học gia họ điều tra và họ bắt đầu đăng bài thì họ họ xóa bài đó đi rồi họ đăng lên một cái câu một cái lời khác mỗi lần đăng bài như vậy là phải có lần của trung ương đảng của bộ chỉ huy trung uh, địa phương đảng bộ địa phương chứ anh nào không muốn đăng là như vậy là sẽ bị phạt xong rồi họ xóa cái họ đăng nó lên được một ngày rồi họ thấy chướng quá họ lại xóa đi họ thấy rằng đối với quốc tế vậy cũng được họ xóa đi nhưng mà quốc tế thì người ta đã ngồi rình <laughs> ông này đăng lên là một cái và xóa yeah. đi thì người ta còn lại cái bằng sao cho nên họ bây giờ họ súng vào họ chửi Trung Hoa là ở chỗ rằng là bây giờ Trung Hoa cũng còn xóa bỏ những cái gì mà cấm cản người khoa học gia của người Trung Hoa tìm cho ra nguồn gốc của virus Vũ Hán thực sự ra thì người Trung Hoa biết quá đi nhưng mà họ chối cho nên họ không muốn công bố và vì vậy bây giờ họ ép buộc chuyên gia của họ không có cho đăng tin trong khi đó thì ngoài quốc tế họ không cho tới thì đó dạ. là cái, cái cái kiểu của người cộng sản Trung Hoa thôi. Dạ. Dạ, vâng. Rồi gần đây cũng có những cái sự tao thái của người Châu Phi đang sống ở Quảng Châu của Trung Hoa. thì bây giờ hoặc uh, Trung Hoa đã lên tiếng rồi, tại vì họ nói uh, xin lỗi các vị Phi Châu đó, họ nói rằng là họ bị đối xử rất là tệ bạc. Uh, có những người đó tự nhiên bị chủ nhà cho mướn đó, đuổi ra khỏi nhà. thì không biết là bây giờ bên phía Trung Hoa thì nói rằng là no, họ không có làm cái vấn đề mà mà, mà phân biệt đối xử với những người anh em Phi Châu như vậy nhưng mà người Phi Châu đó ở đó thì họ lại tố cáo rồi như vậy như vậy không biết là lý do tại sao có phải là cái số lượng người uh, Phi Châu ở tại bên đó bị lây nhiễm virus nhiều hay không hay là uh, lý do tại sao mà nó bắt nguồn khi nào tới bây giờ mới mới xảy ra cái vấn đề này vâng tôi thì tôi nghĩ rằng mấy người này họ nghèo quá, họ không có tiền đóng tiền phòng và người Trung Hoa thì họ rất là tài chánh, bây giờ họ cũng nguy hiểm họ ít tiền ít bạc rồi về thành ra họ cũng rất là khắc ghe uh, cái chuyện thuê nhà thuê cửa cho nên những cái người trung hoa những cái người phi châu, phi châu ở đó họ, họ, họ bị à. họ bị đối xử phân biệt là uh, cái lý do như vậy nhưng mà uh, làm sao mà nói được người trung hoa nói rằng họ sẽ bảo vệ người phi châu nhưng mà người việt nam có câu rất là hay cắt mạng nói cách mạng làm Bây giờ cách mạng đổi mà cách mạng không, không làm là... đi Làm gì cách mạng yeah. Tôi nghĩ là cái nhóm Người châu Phi mà Nghèo này đi làm coi như tha phương cầu thực đó Biết được cái tin là chính phủ Hoa Kỳ Cái điều này chỉ có nước Mỹ làm mà thôi Chúng ta thấy trong giai đoạn này Những người thiếu tiền nhà Không bị đuổi Những người thiếu tiền thuê apartment không bị đuổi Trong khi Đối xử phân biệt là như vậy Những người này thuê nhà muốn ở khách sạn nhà trọ tiêu như vậy không phải khách sạn. Mình yeah. đoán như vậy thôi. Đó, dạ, đó dạ, dạ. yeah. thì đuổi. Đuổi. đó là cái sự phân Anh biệt. Đó phân biệt đã. <laughs> Rồi bây giờ còn một phút chót nói về cái số lượng thịt heo. Thì thưa quý vị trong tương lai ngắn này thôi thì có thể là cái lượng thịt sẽ bị thiếu hụt là tại vì một trong những cái hãng phải nó là lớn nhất của Hoa Kỳ à, tuyên bố là sẽ đóng cửa tại vì cái số người dân lực đó đã bị thiếu thốn một cách trầm trọng bởi ảnh hưởng của Và với sự hoảng thành ra là cái lượng thịt mà họ sản xuất ra mỗi một ngày thì coi như là nó sẽ bị cạn kiệt đi vì vậy nên cái số lượng mà đòi hỏi bên ngoài cái nhu cầu đó sẽ bị hao hụt có người không bị lây nhiều quá cho nên mình người ta xả yeah. ta đâu yeah. làm mà ngay chính mình cái tâm lý nếu mà mình biết thịt đã sản xuất từ cái lò mổ đó anh dám ăn không anh <laughs> cơ <laughs> 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 không được anh, ăn ăn sao hết vì anh cố không nó đã thử rồi không có sao hết không tôi không nghĩ FDA đi thử hết được à, ờ, nhưng yeah. mà cái đồ này anh đem về anh nấu được anh à, à, anh cũng ngàn không, không nhầm nhò gì okay. mà anh có ăn cũng vai đỡ nó vô trong bụng nó chết rồi, nó không sống này. được yeah. nó chỉ cái sống trong bụi anh ơi anh ra bỏ cái vô đó, vô okay. nấu là nó chết liền yeah. nhưng mà bây giờ yeah. thiếu người quá thiếu người quá phải nói như vậy thành ra họ phải đóng cửa thôi yeah. Yeah. cũng giống như là bên Việt Nam cái lò sản xuất ai uh, Android của Việt Nam ở Hà Nội phải. bây giờ đang đã đang tơi bời rồi vì có một người trong đó bị corona coronavirus rồi bây giờ đang tìm để mà cô lập tại vì người đó đi làm bằng xe bus cho nên đang Samsung tìm để rồi. cô lập dạ. rồi còn cái hãng poten ở sài gòn của nam hàng uh -huh. cũng đang bị đóng cửa là bởi vì trong đó nhiều người bị bệnh quá thành ra bây giờ họ quyết định phải đóng cửa cái hãng nữa thành ra cũng phải nói nhiều chuyện À, vâng cảm ơn Phạm cơ vâng thưa quý vị với bản tin vừa rồi chúng tôi sẽ được kết thúc cho chương trình chào Minh sáng ngày hôm nay à, cảm ơn quý vị và mời quý vị tiếp tục với làn sóng chúng tôi sẽ quay trở lại với chương trình kế tiếp đó là cà phê sáng sau một vài thông tin thương mại cảm ơn quý vị Dễ nhất để có tiếng nói, trả lời thống kê dân số 2020, 2020census.gov. Hãy làm chọn bổ phận của chúng ta. Vinashop 1855 855 5888 1855 855 5888 Oyster Max Go, sản phẩm dành riêng cho phái mạnh, bổ thận, tráng dương, tăng cường cả năng nam giới, bảo vệ hạnh phúc gia đình. Vinashoptv.com 1855 855 5888